cảnh báo đây là một tựa game kinh dị có thể sẽ không phù hợp với một số khán giả cân nhắc trước khi xem dừng lại đừng xem video này nếu không bạn sẽ phát khóc mà thật ra tôi nói giỡn vậy thôi chứ tôi cũng không biết là bạn có khóc hay không Bởi vì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái tựa game mà tôi nghe bảo rằng là tựa game này là một cái tựa game mà bất cứ ai chơi xong cái game này cũng phải khóc hết Bởi vì cái tựa game này nó buồn lắm mấy bạn đó Cho nên là tôi mới đặt tiêu đề là bạn sẽ khóc nếu như xem video này để uh, bay cho bạn bấm vô xem <laughs> À, nói đùa vậy thôi, thật ra là ngày hôm nay tôi muốn chơi thử cái tựa game này bởi vì tôi nghe bảo rằng là đây là một cái tựa game kinh dị do người Việt Nam sản xuất mấy bạn Đó, cho nên là tôi muốn chơi thử và tôi nghe bảo là cái kết buồn lắm Nên là để chơi thử coi nó buồn như thế nào nha các bạn nha, OK? Và trước khi vào video này các bạn đừng quên hãy kéo xuống bên dưới Nhấn vào nút like video này và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho tôi nha, còn bây giờ thì... Bắt đầu thôi nào. Let's go. À mà quên nữa nói cho bạn biết luôn là hiện tại là tôi đang chơi game kinh dị và lúc uh, khoảng uh, 12 gần 1 giờ đêm mấy bạn. Hiện tại bây giờ là 12:57. Đó trời ơi, chơi game kinh dị vào buổi tối nó mới kích thích đúng không? Đấy. <laughs> ok, let's go. rồi right, Ok, hiện tại bây giờ thì tôi đã vào trong game rồi đây các bạn. Thì các bạn đang thấy là cái game của chúng ta nó có một cái hình ảnh đồ họa nó rất là xấu. Ừ, đúng không các bạn? Các bạn công nhận với tôi nó mờ, nó mờ cực kỳ luôn á. Đó nhưng mà cái đồ họa như vậy thì nó mới đem đến cái sự kinh dị các bạn hiểu không nhìn cái đồ họa thôi tôi đã thấy sợ rồi tại vì nó cũ cũ á bạn nó cổ cổ á ok một cái cửa đang mở ra ui Oh my god, cái đồ họa nhìn nó sợ vậy À, có nghĩa là chúng ta là đang đóng vai con, đang nói chuyện với mẹ bạn Đây chính là mẹ của chúng ta nè, đó nào mẹ bận công việc mà, ok, con cần phải thông cảm cho mẹ chứ, à mẹ bận việc nhưng mà con thì lại muốn mẹ về sớm, ok, nhưng hôm nay là ngày sinh nhật của con, tất nhiên là mẹ biết điều này, vậy sao quà của con đâu? rồi ok, nhìn gọi là xoa đầu mẹ xoa đầu vậy là biết là mẹ không có quà đó, uh, con đã bao giờ nghe về ông mặt đỏ chưa? Ông mặt đỏ vào ngày sinh nhật của những đứa trẻ ngoan, ông mặt đỏ sẽ lén lúc tặng quà khi những đứa trẻ ấy đang ngủ say. Ủa sao nghe giống như là ông già Noel vậy trời? Kiểu như là ông già Noel tặng quà chứ làm gì có ông mặt đỏ. <laughs> Hình như cái này là mẹ bịa chuyện đúng không? Cái này là mẹ bịa chuyện nè. Có thật hả? À? Trời ơi. Cái này tôi không biết nha, cái này từ nhỏ lớn tôi chưa nghe bao giờ nha. Tất nhiên là có chứ. Nếu con muốn được nhận quà, con phải đi ngủ ngay. Trời ơi. Cái quà không ông ta. Con đi ngủ đây ạ. À? Ôi, ông mặt đỏ đây hả? Cô lại lừa bịp thằng nhóc. Ồ, oh, đây hình như là Dad nè, đây là cha các bạn. Đây là cha của chúng ta, trời cha của chúng ta nhìn mặt còn dịu hiền hơn mẹ chúng ta nữa cơ. À, rồi tôi hiểu rồi các bạn. Có nghĩa là hôm nay là sinh nhật của thằng nhóc này. Thì thằng nhóc này muốn mẹ về sớm nhưng mà hình như là mẹ bận công việc gì đó nên là mẹ về trễ. Bây giờ mẹ đang kiểu nói là thôi con đi ngủ đi. Thì ông mặt đỏ sẽ tặng quà cho con. Thì trong lúc thằng nhóc này đang ngủ thì mẹ sẽ đi mua quà, bởi vì là mẹ quên mua quà rồi các bạn. Đó tôi nghĩ là như thế. Ok. Và bây giờ thì ba xuất hiện, ba bảo là cô lại lừa bịp thằng nhóc sợ thế cô về trễ bao nhiêu lần rồi tôi đi làm và tôi tan ca về trễ nói láo cô vẫn nghĩ tôi là thằng ngu à trời ơi chính này hình như là ba mẹ đang cãi nhau các bạn ơi chết rồi này khỉ nhỏ cúc về phòng rồi sao sao ba nói chuyện gì mà đáng sợ thế đừng đứng đây nghe ngóng chuyện người lớn à ok ạ à. ô oh, đây mình cử động được nè à rồi ok các bạn nói chung là tôi hiểu cái cốt truyện một phần như thế này là chúng ta đang đóng vai là một à, cậu bé chúng ta đang thấy cái cảnh à, ba mẹ cãi nhau các bạn ạ à. thì thật ra là tôi nghĩ là cũng có rất là nhiều bạn à, nhỏ đã từng nhìn thấy cảnh ba mẹ cãi nhau rồi đúng không? À, tôi ngày xưa lúc nhỏ tôi cũng thấy ba mẹ tôi cãi nhau rất là nhiều lần rồi tôi rất là hiểu cái cảm giác này luôn nên là hy vọng sau này tôi có con thì chắc là tôi hy vọng là tôi sẽ không bao giờ cãi nhau với vợ tôi trước mặt con tôi đâu. À, bây giờ là cái nhà đó bạn thấy không? trời ơi cái này cái nhà đấy hả? sao mà cái nhà nhìn nó lạnh lẽo vậy? cái này là cái nhà bếp nè. Có gì trong tủ lạnh để ăn không? Không mở tủ lạnh được các bạn ơi Ok trời tôi lùng hơn cái ghế nữa Vậy là tôi đang đóng vai là một cậu nhóc chắc mới có mấy tuổi rồi các bạn Ok đây là phòng ngủ của tôi hay là phòng ngủ của ba mẹ đây Phòng phòng của tôi hả? À? Phải không? Phòng này phòng của tôi hay là phòng bên đây ta? Ui tôi thấy phòng bên đây À phòng bên đây có hai cái giường thì chắc phòng bên đây là phòng của ba mẹ Còn phòng bên kia mới là phòng của tôi Ok rồi đi ngủ nè sau khi thấy ba mẹ cãi nhau á, ba mẹ gọi là cãi nhau xong rồi mình phải vô phòng mình nằm mình ngủ. Cảm giác chắc là buồn quá mấy bạn ạ. À. Tôi đã từng trải qua cảm giác này rồi mà. Cho nên tôi hiểu. Ồ, oh, tiếng xăm chớp. Trời mưa. À? Hay là sẽ có chuyện gì xảy ra đây? Bình thường mà tiếng sấm chớp trong game là sắp có chuyện gì đó không bình thường rồi nè. Ông mặt đỏ hả? Ông mặt đỏ mà mẹ nói đây đó hả? ơi ơi đừng có nói đây là ông mặt đỏ mà mẹ nói nha oh my god thôi vậy thôi ngày ngày sinh nhật của tôi ông mặt đỏ đừng tới nha tôi không cần đâu trời ơi chuyện gì xảy ra bật đèn rồi hả ơi hình như hồi nãy ông mặt đỏ ông vô phòng của mình xong rồi ông để lại cái hộp rồi ông bước vô trong cái tủ quần áo của mình đúng không ủa sao ông lại vào tủ quần áo của mình mở tủ ấy được không ta không mở được các bạn ơi ok ông để chúng ta một cái hộp quà và ở trong cái hộp quà Đó có phải là quà của ông mặt đỏ không Không thể nào Trời ơi Ông ấy tặng cho mình búp bê uh, baby tree nè Chào tớ là Ron À con búp bê này biết nói chuyện các bạn Xin chào tớ là Ron Con búp bê này tên là Ron Gì cơ Cậu có thể nói chuyện sao Đúng thế Tớ đã được tạo ra bằng phép thuật Oh my god Ảo vậy ta Cậu thậm chí còn mang tên và ngoại hình giống tớ nữa Đúng vậy Ông chủ đã làm ra tớ chỉ để dành riêng cho cậu, nhưng cổ của cậu có vẻ hơi bị lỏng thì phải. Không sao, thi thoảng ông chủ của tớ mắc phải những sai sót, lỗi này chỉ là lỗi nhỏ so với những con búp bê khác. Điều quan trọng là từ giờ tớ sẽ là người bạn thân nhất của cậu. À da, yeah, có nghĩa là bây giờ là ông mặt đỏ tặng chúng ta một con búp bê và con búp bê nó bảo rằng là tôi sẽ là người bạn thân nhất của cậu. Ok, nè chúng ta sẽ làm bạn với một con búp bê hả? Cậu có muốn chơi trò gì với tớ không? Con búp bê này thì chơi trò gì được nha Hay là bây giờ mình chơi uh, quảnh tù xì đi Nó đâu có ngón tay đâu Chắc chắn mình thắng là cái chắc rồi hmm, Ông chủ có cất đồ chơi của tớ trong tủ Cậu lấy giúp tớ được không À là ông chủ của cậu là cất đồ chơi của cậu trong tủ này à Gì nhào ra đúng không chuẩn bị có gì nhào ra đúng không Tủ vẫn còn bị kẹt à Cậu thử lại được chứ Ờ ok cậu Thử lại nè cái gì đây tớ đã cố hết sức rồi không mở được cậu có muốn tớ làm gì khác không ok có nghĩa là cái cái tủ này nó bị kẹt chặt quá không mở được tớ đói bụng Ủa? búp bê mà cũng đói bụng hả? Cậu là búp bê cũng ăn được sao? Không, cậu sẽ là người ăn nhưng tớ sẽ cảm nhận được những gì cậu ăn vào. What the hell? Vậy là có nghĩa là bây giờ mà tớ ăn bún đậu mắm tôm là cậu cũng sẽ nghe mùi mắm tôm đúng không? À ok. Ông chủ của tớ đã liên kết mọi cảm giác, cảm xúc của cậu với tớ để tớ có thể dễ dàng thấu hiểu cậu. Trời ơi, what the hell con búp bê này đỉnh thế. Wow, thật là kỳ diệu. Wow, kỳ diệu thiệt rồi vậy thì tớ sẽ đi lấy đồ ăn cho cậu nhé đây hành lang nè hình như là ba mẹ có tớ ngủ rồi thì phải không mở cửa được ok ây à cái nhà gì đâu mà nhìn nó âm mưu dưới trời nó tối thui rồi trời đây bây giờ chắc là mở tủ lạnh được rồi nè có một cái mảnh giấy mà mẹ đang để ở trên tủ lạnh cho mình con đang đọc bức thư này vào lúc 1 giờ chiều đúng không đồ ngáy ngủ mẹ có chuẩn bị món ăn yêu thích của con trong tủ lạnh nhớ hâm nóng nó trước khi ăn gần đây mẹ thấy con bắt đầu lười ăn rồi đấy con cũng biết là mẹ không có nhiều thời gian ở nhà nên hãy học cách tự chăm sóc bản thân và đừng để mẹ lo nữa nhé. Thêm một điều nữa, đừng quên uống thuốc sau khi ăn. À ok, nói chung là mẹ để làm cái tờ giấy cho chúng ta. Theo như mình thấy là có nghĩa là cậu bé này là một cậu bé hình như là đang hơi thiếu thốn tình cảm của người mẹ các bạn. Đó, nói chung là người mẹ đi làm khá là nhiều, không có ở nhà với cậu bé đấy. Ok, bây giờ mẹ để cho cậu bé một cái gì đây? Cái gì đỏ đỏ hay ghê vậy? Ồ, oh, để cái búp bê lên trên bàn. Wow, búp bê nhìn gì vậy ta? Nhìn gì trên trần nhà vậy? Ok, để tôi lấy đồ ăn cho búp bê ăn nhé búp bê. Rồi, bây giờ đưa cho búp bê ăn hả hay sao? Hay là ngồi lên bàn ăn? À chắc là bỏ vô lò vi sóng đúng không? Nấu 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 cho nóng đúng không? Ủa không phải hả? Hay đây, à đây đây bỏ vô cái lò vi sóng này à. Đúng rồi, đồ ăn phải hâm lại các bạn chứ đâu thể nào lấy trong tủ lạnh ra là ăn được đâu. Ờ à, rồi đây, xong rồi nè. Bây giờ là ăn đúng không? Hay là đưa búp bê ăn? À bây giờ là để anh bàn ăn nè. Bây giờ con búp bê nó bắt đầu nói chuyện. Món yêu thích của cậu đấy à cậu muốn xem tới trình diễn phép thuật không trời ơi có nghĩa là bây giờ ngồi ăn rồi coi con búp bê biểu diễn phép thuật nữa hả một hai giờ đêm thấy con búp bê nó bay qua bay lại trong nhà trời ơi hay á hay á hay á <laughs> ok tớ muốn ừ, để xem thử được rồi tớ sẽ biến dĩa thức ăn này không bao giờ hết ui đã vậy là biến dĩa thức ăn là ăn không bao giờ hết luôn hả à? đã vậy mỗi lần cậu ăn xong món ăn sẽ được khôi phục lại như cũ ui đã đấy nhờ xin 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 và yeah, những cái người mà thích ăn như tôi sẽ rất là thích mấy bạn đó bây giờ cái dĩa đồ ăn nó ăn hết đây nè ồ oh, nó hồi phục trở lại wow thật là kỳ diệu từ nãy giờ tôi thấy con búp bê này nó hơi bị đỉnh rồi nha các bạn cậu có thể làm trò gì khác không ok ngoài biến thức ăn trở lại thì con búp bê có thể làm gì khác không ồ oh, nó biết dịch chuyển cái chai wow nó làm cái chai bay lên luôn wow là con này nó có nghĩa là con này nó có thêm một cái khả năng là siêu nhiên nữa các bạn ok <cười> 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 ôi ôi Sợ thế, what the hell Chuyện gì vừa xảy ra thế Tôi cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra nữa Tôi chỉ mới biết là tôi mới vừa bị giật mình thôi bạn Oh my god, tớ không biết, cậu đoán xem thôi, Tớ cũng không biết Ôi không, chai rượu, bố tớ sẽ đánh tớ mất Mong rằng ông ấy vẫn đang ngủ Bố của cậu á, đừng lo Ông chủ của tớ đã bắt bố cậu đi rồi What the hell, cậu nói gì cơ Ông chủ của cậu đã bắt bố tớ đi rồi sao Bố ơi, bố ơi Bố là tất cả, rồi xong bố đi đâu luôn rồi Mẹ thì chắc là mẹ đi làm nè con bố bố bị bắt hả? À? Oh no, bố tới đâu rồi? Như tớ đã bảo, ông chủ đã bắt bố cậu đi rồi. What the hell? Tại sao chứ? Vì bố cậu là một người xấu. Ông ấy thường xuyên đánh đòn và la mắng cậu. Những phụ huynh như thế sẽ bị ông chủ của tớ bắt đi, mục đích là để bảo vệ những đứa trẻ như cậu. Nhưng như này là hơi quá bố tớ không xứng đáng để bị như thế dù gì gì cũng là ba của cậu bé này nên là cậu bé vẫn rất thương ba á bạn ông ấy là người xấu không bố tớ không phải như thế làm ơn thả bố tớ ra tớ xin cậu đấy được rồi, được rồi, nhưng ông chủ của tớ sẽ không thích điều này đâu. Từ đây để đến được nơi giam cầm bố cậu khá là xa. Cậu buộc phải dùng đến đường tắt để có thể đi đến đó giải cứu bố cậu kịp lúc. À, có nghĩa là bây giờ là ba của cậu bé này bị một cái ông chủ con búp bê bắt đi. Nhưng mà ông chủ con búp bê chắc là ông mặt đỏ các bạn, chắc là ông mặt đỏ hồi nãy. Ok, hãy chỉ cho tớ, đường tắt chính là chiếc tủ quần áo của cậu. Oh my god. Tôi biết ngay mà Tôi biết ngay là cái tủ quần áo của tôi mà Bây giờ thì tôi sẽ đi đến cái tủ quần áo của tôi Hy vọng là sẽ không có jump scare như hồi nãy nữa Sợ vậy Con búp bê này mình đi đến đâu là nó tự đi theo đến đó ha Nó biết dịch chuyển theo mình luôn nè à. Rồi bây giờ mở tủ ra nè Đường tắt đi đi đến giải cứu ba Cậu vẫn chưa mở được à Chán thật Thế thì đành phải dùng tủ của bố mẹ cậu vậy Hả à. Là có nghĩa là tủ của mình không mở được Là bây giờ phải dùng bằng tủ của bố mẹ mình Ok Đừng có con gì nhào ra nha tôi cứ sợ sợ quá Cậu nên biết là những chiếc tủ quần áo này Chỉ có hoạt động như những cánh cổng Nó có thể đưa cậu đến bất kỳ nơi nào cậu muốn Kể cả nơi giam cầm bố cậu Cậu hãy thử đi À Giống kiểu cánh cửa thần kỳ của Doraemon đó bạn Nhưng mà phiên bản kinh dị đó cái kiểu vậy đó Rồi mở cửa nè Wow không thấy gì hết Tớ không thấy gì ở trong đây cả À đúng rồi, tớ quên mất Có một số bước mà cậu cần phải làm để kích hoạt lối đi tắt này Mang chiếc radio của bố cậu đến đặt trước tủ Ok, chiếc radio của bố hả? Chiếc radio của bố là cái này đúng không? Mang chiếc radio của bố để ở trước tủ Chiếc radio này sẽ hoạt động tương tự như nút bấm của thang máy Cậu cần phải chọn mức tần số trước Nếu cậu chọn đúng mức tần số, cửa sẽ mở ra đúng nơi cậu cần đến À ok, có nghĩa là giống cửa thang máy phải bấm nút tầng đó các bạn Lại giờ mình phải dò hả? Có tiếng chim kêu nè ủa vậy là được chưa u uh, cánh cửa mở rồi có vẻ như không phải hãy thử lại nào à ok thử thử lại lần nữa đúng không ô uh, cái tiếng này thì mình nghe là tiếng biển mấy bạn ơi cái tiếng chỗ này là mình nghe là tiếng biển nè phải không <laughs> mày quá không có chuyện gì xảy ra hết ok cái này thì sao ô uh, cái này phải không cậu Tớ nghĩ đây chính là nó uh, ok cậu trời ơi mở ra thấy bà già sợ quá cậu hãy bước vào đi tớ sẽ ở đây trong nhà cho cậu à, ok cậu nha cậu coi nhà giúp tớ nha lỡ có ăn trộm vô chết tớ đấy tớ đi đây ok bây giờ mình đi giải cứu ba mình các bạn chúng ta đi đến được một cái khu rừng và trong khu rừng này có một con mèo hả con mèo đang ngồi đọc chuyện nhóc cần gì ok con mèo đang nói chuyện với chúng ta dạ cháu đang tìm bố ạ à. mô tả à mô mô tả bố hả bố cháu tên là bru chờ tí à, ủa uh, mới vừa đọc tên cái hay là con mèo biết luôn hả à? ở đây có nhiều bru lắm nên thêm thông tin khác nào ok thông tin khác hả uh, bru này là bru tốt hay là bru xấu ồ oh. có nghĩa là mình phải chọn là ba mình là người tốt hay là người xấu mấy bạn trời ơi uh hmm bố cháu là kiểu người hơi nóng giận ạ à. ok vậy là bru xấu để ta xem ok à có nghĩa nóng giận là người xấu các bạn hiểu không nóng giận là trở thành người xấu rồi đó đúng vậy không nên nóng giận nhé bạn cái gì cũng nên bình tĩnh lại bạn hiểu không nhiều bru xấu lắm hãy cụ thể hơn ông ấy còn làm gì khác bố cháu thường hay la mắng vẫn chưa đủ thông tin thi thoảng bố cháu còn đánh cháu ui sao nghe kiểu cảm giác tội nghiệp thế à nghe kiểu bị đánh bị la đồ và tát nữa ạ à. ui có tát luôn hả à. tát vô mặt luôn hả à ok và dạ hết rồi cửa đằng sau lưng nhóc ok ồ oh, cái cửa đằng sau lưng à dạ rồi cảm ơn cô mèo nhiều nha cô mèo cô mèo tốt bụng bây giờ mới đọc có xíu cô mèo chỉ đường đi liền hả Hù nè ok kit ok em bé hả Ha ha, cậu ấy vừa giật mình kìa. Không tớ, tớ tớ chưa giật mình. Ok, các cậu là ai? Giống cậu thôi. Bọn tớ là những đứa trẻ đang trên đường đi tìm bố mẹ. Ủa vậy có nghĩa là mình kêu mấy đứa nhỏ là bằng cậu, bằng bạn có nghĩa là mình chỉ mới bằng tuổi mấy đứa nhỏ này thôi hả? À? Vậy là mình mới nhỏ xíu vậy thôi hả? À? Bọn tớ cũng là những đứa trẻ đang đi tìm bố mẹ. Ok, hiện tại thì bọn mình đang ở lại đây chơi một tí, cậu có muốn gia nhập không? oh ok. Ủa mà sao đang đi tìm bố mẹ mà lại ở, ở ở đây chơi một tí? Tớ xin lỗi, tớ đang rất gấp đúng rồi, phải đi tìm ba chứ. Ok, gặp lại cậu sau. Ok, rồi bye bye mấy cậu nha. Ok, mấy cậu chơi vui vẻ. Sao cậu bé này ngồi từ từ sao chỗ này giống kiểu gọi là cái hố tại sao đây cậu bé này lại chơi dưới cái hố tôi nghi là cái chi tiết này nó đang có ẩn dụ cái gì nè tại sao cậu bé này là ở bên dưới cái hố oh no tại sao đi kiếm ba mẹ mà giờ này là ở là ở đây chơi có khi nào mấy cậu bé này là bóng ma không ok để tôi tôi, tôi cứ đi tiếp thử coi như thế nào nha các bạn nha ây à câu chuyện hả à. Bố Đừng trừng phạt tôi nữa Hả Là sao con đây mà bố Đừng Đừng trừng phạt tôi nữa Hắn 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 đã làm gì bố Hãy theo con về nhà Nếu không ông mặt đỏ sẽ bắt cả hai chúng ta mất Đừng Đừng trừng phạt tôi nữa Trời ơi Xong bố nãy giờ ổng ngồi ổng rung run rẩy rất là nhiều Và ổng kêu là đừng trừng phạt tôi nữa Có chuyện gì từ từ nhìn xung quanh cái có gì không vậy sợ đấy Ok Bây giờ phải làm sao Có cái gì trong đây để tôi đem bố tôi về không Ồ có cái thẻ gì đây Bùa phép. <laughs> sợ thế oh my god sao mà tìm mấy cái pha hù đầu tiên thế hả hả ô oh. này con bị làm sao thế ủa trời sao cái đầu của mẹ nãy nó mới gặp xuống tôi tôi tưởng mẹ mẹ chuẩn bị biến hình chứ hết hồn tưởng mẹ chuẩn bị biến hình cái cổ mẹ xoay như trong trống tre chứ trời <cười> <cười> Sao vậy? <laughs> này con vị làm sao thế? sao lại trốn trong tủ thế hả? bố 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 đã bị ông mặt đỏ bắt đi mất rồi. ok à đây là cậu bé nè, ui cậu bé y hệt con búp bê hồi nãy luôn bạn. thế à thế thì tốt chứ sao? con không đùa, mọi chuyện rất dài, hãy để con giải thích con búp bê Ron của con ngày hôm nay sao rồi? nó khỏe chứ? con búp bê mẹ biết rồi sao? tất nhiên là mẹ biết rồi, vì hôm nay con đã uống thuốc đâu. hả? À, là sao? à quên Tôi quên mất một chi tiết là bà mẹ có dặn đứa nhỏ đây là phải uống thuốc. Là nhóc này nó bị cái gì ha? Đây không phải là lần đầu tiên con gặp những ảo giác như này. À, ảo giác, gặp ảo giác các bạn bị bệnh. Mỗi lần con lại kể một câu chuyện khác nhưng điểm chung là vẫn luôn có một con búp bê kia. Con không nhớ gì về những lần trước sau Dạ không ạ. À. Hai, hey, mẹ không biết là con bị làm sao nữa. Thôi về phòng ngủ đi, 12 giờ khuya rồi đấy. Trời ơi, tôi cũng đang chơi game lúc 12 giờ khuya các bạn ơi. Tôi sợ đấy. Dạ thưa mẹ. Dạ, tạm biệt mẹ, con về đây. Ôi, nhìn mặt của mẹ hiền, dấu yêu thật là dễ thương. Thôi con về đây. Nhìn mặt mẹ tối nay chắc con ngủ ngon lắm đấy Con búp bê. nó hù nữa nó hù nữa nó hù nữa, nó hù nữa. ui sao đạn này nó hù hắt thế rồi 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 ngất xỉu luôn oh my god trời ơi nó dâm scare mấy lần luôn nó hù tôi liên tục mấy lần các bạn mom chuyện gì vừa xảy ra vậy con ngất xỉu luôn mà các bạn con không sao chứ không không chứ sao à, à, cái gì vậy ở đâu ra người nhện vậy <laughs> người nhện ơi tôi đang chơi game kinh dị gì mà người nhện dạ? từ 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 con thấy khỏe hơn chưa con con hết khỏe rồi mẹ ơi con đứng tim mẹ ơi Ủa, game à. gì vậy? tôi tôi đang tôi đang chơi cái game kinh dị từ từ sam à. sam đứng đây coi đi nè rồi. con thấy khỏe hơn chưa Dạ rồi ạ. À. Vừa rồi chính là do ông mặt đỏ, không sao đâu. Ngày mai mẹ sẽ xin nghỉ để ở nhà chăm sóc con. Oh my god. Có nghĩa là từ nãy giờ là mình bị hù với ông mặt đỏ và mẹ chúng ta cũng biết về sự tồn tại của ông mặt đỏ. Nhưng mà từ nãy giờ bà mẹ có vẻ tỏ ra rất là thờ ơ, bạn không có cái gì gọi là lo lắng cho đứa con hết. Sao? Mẹ hứa đi. Mẹ hứa. À không phải là thơ đâu mà nó dạng là đang nói là thôi không sao đâu con hiểu không đang rồi là an ủi con á à, à có nghĩa vâng là giờ... không sao đó, đúng không đúng rồi tôi tôi đang nghi bà mẹ có vấn đề gì đó bạn ok <laughs> giờ con hãy ngủ tiếp đi dạ vâng ạ à. ok tại vì tôi thấy đứa nhỏ nó ngất xỉu mấy lần mà bà mẹ vẫn bình thường lắm mẹ hay mẹ lại thất hứa nữa rồi à có nghĩa là bà mẹ lại thất hứa bà mẹ lại bỏ nhà ra đi nữa rồi mẹ lại đi làm nữa rồi mẹ không ở nhà với con Oh no, lấy điện thoại gọi cho mẹ được không? Không được Thôi không sao Tranh thủ lúc mẹ mình đi vắng thì mình sẽ quay clip youtube múp bang cho các bạn coi nhé <laughs> Mẹ ơi Hả? <laughs> búp bê của mình kìa Con búp bê Búp bê gì đâu sao giống như mình đánh vậy? Ủa sao búp bê nó bầm tím nữa kiểu hết rồi Cậu bị sao vậy? Còn... Ông chủ đập tớ ra bả Oh my god Ông ấy không hài lòng về vụ việc ngày hôm qua Tớ xin lỗi, đây là lỗi của tớ nhưng mà cậu có thấy mẹ của tớ đâu không? Ông chủ của tớ đã bắt mẹ cậu đi rồi Ồ, hồi nãy là bắt ba, bây giờ lại là bắt mẹ Sơn, gì cơ? Ủa khoan từ, hồi nãy là bà mẹ bảo là, Cái chuyện mà ba cậu bé bị bắt đi là do cậu bé gặp ảo giác Vậy bây giờ hiện tại mẹ cậu bé bị bắt đi Là cậu bé đang gặp ảo giác hay là mẹ cậu bé bị bắt thiệt? Ây à, dạ, khó nha Gì cơ? Chuyện chỉ vừa xảy ra thôi Tớ xin lỗi vì tớ không thể ngăn cản ông ấy Nên cậu hãy bỏ trốn đi Vì tí nữa lão ta sẽ quay trở lại đây để bắt cả cậu Không, tớ phải cứu mẹ tớ Và cả bố tớ nữa Bằng cách nào cậu không thấy ông ấy đã đập tớ à Trời ơi, đập bầm dập luôn Đó. Đập... Này, nó, nó, nó cạo đầu búp bơi luôn kìa Nó cạo đầu búp bơi luôn mà Ô, Cái gì đây À, cái bùa Tớ đã nhặt được một thứ này của ông mặt đỏ Tớ nghĩ nó có thể giúp chúng ta hạ gục gã. Đó, đó chính là lá bùa diệt ông mặt đỏ. À. Ok. Nào, nhanh bước tới tủ tìm cách gì tìm nơi giam giữ mẹ cậu nào. Ok, tìm nơi giam cự như cây cây Cái tủ, cái tủ. Cái tủ, cái tủ. Cái tủ bên phòng ba mẹ, cái tủ bên phòng ba mẹ. Trời ơi, sao bắt trong tủ vậy. U. Uh. Rồi. Đi đến nơi. Ok. Rồi lá bùa mới mắn. Bây giờ mình đang cầm lá bùa nè. Ok, cô mèo biến mất rồi các bạn ơi. Bây giờ là U. Uh. Ờ. Uh. Chị Cá Mui Ủa? Chị Cá Mui Chị Cá Mui Sao chị Cá Mui ở đây? À, đây là chị Cá Mui lúc nhỏ hả? Quá hai từ chỗ này À đây là mấy đứa nhỏ hồi nãy mới gặp mình các à, bạn Nhưng mà sao nó núp ở đây vậy? Nhìn gì vậy? sợ cái gì đó, đang trốn cái gì okay, kìa Ok, nó núp một ở ngay cái nó nhìn vô cánh cửa Mau ném lá bùa này vào đây và tìm chỗ nấp thôi À ok, ném lá bùa vô đó. Rồi, núp 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 cái xe núp xe núp 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 đây. Núp Có chuyện gì xảy ra vậy? Ủa rồi chuyện gì xảy ra? Ủa, ở gì vậy, gì vậy? Ồ oh, ồ. Oh, 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 oh. Cái gì? Cái gì kìa? Cái, cái gì kìa? Oh my God! Oh. Oh. Ủa, sao? Sao đừng bỏ tôi đi chứ sao? Tôi sợ lắm! Tôi cũng sợ kinh <laughs> dị lắm! Sao? Cũng sợ kinh dị lắm hả? Tắt đèn rồi! Chuyện gì xảy ra? Cái cửa không vào được nữa bạn ơi! Cái cửa không vào được nữa rồi! Bây giờ nó mở cái cửa khác nè! Oh my God! Ủa? Vậy là mình mình cứu được ba mẹ mình chưa? Sao mà cái chuyện càng lúc nó càng rối nha các bạn nha? Rồi! rồi xong con búp bê cậu cậu đang bị làm sao vậy ông chủ của tớ đã bị tiêu diệt phép thuật của ông ta ỉm vào tớ đang dần tan biến cậu cậu sẽ biến mất sao đừng lo đây chính là điều mà tớ muốn cậu nên ra ngoài gặp bố mẹ cậu ồ à, ok rồi tóm tắt câu chuyện là hiện tại là chúng ta gặp một con búp bê và con búp bê này giúp cho chúng ta tiêu diệt ông chủ của nó và bây giờ thì nó đang bị tan biến bây giờ ông chủ của nó đã bị tiêu diệt nên là nó đang bị tan biến theo phép thuật của ông chủ của nó nhưng mà tại sao búp bê này lại giúp mình Uhm. Bây giờ ra gặp bố mẹ của mình sao? Có thật ra ra gặp bố mẹ của mình đúng không vậy? Bố ơi, mẹ ơi, đêm đá khuya rồi. Ủa bố mẹ đang đứng nói chuyện nhau hả? À? Bố mẹ, bố mẹ được thả ra rồi, thật tốt quá. Ủa? Mày đã đi ngoài tình đúng không? Tôi đã bảo là tôi bận công việc Ồ, bố mẹ lại cãi nhau nữa rồi mấy bạn ơi Bố mẹ lại cãi nhau nữa rồi Bố mới tán mẹ cái kìa trời ơi Nói láo Mày đã bỏ bơi gia đình này Để đi theo trai Mày nói láo Với con mày là mày không biết ngượng mờ mà oh my God. Còn ông thì sao Ông nghĩ ông tốt hơn tôi chắc Quanh năm suốt tháng ông chỉ ở nhà ăn bám tôi Ông là loại bố kiểu gì vậy Tôi có làm gì đi nữa Thì đó cũng là chuyện của tôi Tôi vẫn đem tiền về nuôi con Ui trời ơi ba mới tán mẹ cái nữa Được rồi tôi và ông sẽ ly dị Một trong hai chúng ta phải dọn khỏi căn nhà này Nếu ngày mai ông vẫn còn ở đây Thì tôi sẽ dắt con trai tôi đi Ok rồi, mẹ bỏ đi luôn. À, chúng ta thấy được à, trong câu chuyện này là một cậu bé rất là tội nghiệp các bạn ạ. À. Thì à, theo như những gì mình xem thì chắc có lẽ cậu bé này đang bị mắc một cái chứng bệnh gì đó khiến cho cậu ấy luôn gặp ảo giác. Đó thì hồi nãy cậu ấy gặp ảo giác về ba cậu ấy bị bắt, sau đó là gặp ảo giác là mẹ có bị bắt đi. Xong mà bây giờ quay trở về hiện tại thì thấy ba mẹ cãi nhau. Đó rồi bây giờ ba lại say xỉn. Tội nghiệp nha. Gia đình không hạnh phúc. Ồ, oh, ba uống rượu và đập bàn. Rồi. Ê, có khi nào ba là ông mặt đỏ không vậy? <laughs> Red face. Tao sẽ không để chuyện này xảy ra. Oh my god, à, có nghĩa là ba uống rượu vô là ba say. Thường thường người cái người người ta say rượu là mặt người ta sẽ đỏ lên. À, oh my god, ba ơi bình tĩnh ba ơi. Ủa Ủa khoan Cái cậu bé hồi nãy là mình đúng không Vậy có nghĩa ông mặt đỏ hồi nãy Mà chúng ta thấy ở đầu video Là ba mình đó hả Không 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 Đây không thể là sự thật được Tớ rất tiếc Ron Chiếc tủ của cậu Tớ nghĩ bây giờ cậu có thể mở nó ra rồi đấy à, Oh my god rồi cậu bé run rẩy đó đó chính là tớ sao tại 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 sao tớ lại không hề biết gì về điều này cậu luôn luôn biết vì tớ chính là một phần đã biết của cậu cậu đã phủ nhận chối bỏ những điều này và tạo ra những câu chuyện hư cấu sẽ giúp cho cậu cảm thấy tốt hơn về bố mình tớ buộc phải tìm cách để dẫn chắc cậu quay trở về thực tại này tớ đã thử rất nhiều lần rất nhiều cách để cậu có thể đón nhận sự thật nhưng mà không hề dễ dàng và cứ mỗi lần thất bại đoán xem chuyện gì xảy ra tích tắc bơm mọi ký ức tan biến cậu lại bực dậy vào điểm khởi đầu chính là đêm mà cậu đã bị bố cậu sát hại Tớ đã mất được bao lâu rồi? 14 ngày, chuyện gì đã thực sự xảy ra với bố mẹ tớ? Về bố cậu, ông ấy đã lẫn trốn trong một căn nhà trọ rẻ tiền. Ồ. Oh. Ồ. Oh. Cái gì vậy? À. vậy có nghĩa là cảnh ông bố run rẩy bố hãy về nhà với con bố à có nghĩa là cảnh ông bố run rẩy hồi nãy là ông bố run sợ khi thấy mình mấy bạn ơi à ok vậy tôi hiểu rồi có nghĩa là cái ông mặt đỏ mà hồi nãy chúng ta thấy ở đầu video á đó, đó chính là bố chúng ta sau khi uống rượu say xỉn và sự thật là chúng ta đã bị chính bố chúng ta À và khi mà bây giờ chúng ta đến gặp bố chúng ta cái cảnh bố chúng ta sợ là là thấy hồn ma của chúng ta đó mấy bạn cái game này cái 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 câu chuyện của nó đau lòng thế nhờ đấy những cái người mà họ làm chuyện xấu xong họ sẽ hay thường hay gặp ác mộng hoặc là thấy uh, những điều như vậy đó bạn vậy còn mẹ tớ mẹ tớ vẫn nhìn thấy tớ mà có phải không đúng thế vì bà ấy chỉ có mặt ở nhà vào lúc đêm khuya nhưng nếu vào ban ngày thì ban ngày thì sao mơm con trai Ồ oh. Mẹ chúng ta đã phát hiện ra chúng ta Rồi xong Tội nghiệp cậu bé thế nha Bà có manh mối gì về Nơi lẫn trốn của chồng bà không Ok mẹ lắc đầu không biết rồi Bà vừa mới làm rơi gì kìa Rơi cái gì đó là gì vậy đây là danh thiếp của một khu nhà nghỉ nhưng tôi không chắc là nó của tôi là đây là hai anh công an đó các bạn ừ hình như cái nhà nghỉ trên cái danh thiếp này là cái nơi mà cái người bố đó đang lẫn trốn các bạn ạ à. oh my god ồ oh, và bây giờ cậu bé cậu bé này chỉ đang là một cái linh hồn đang đứng ở đây. Mày coi. Hả cái gì vậy? À à rồi có nghĩa là những cái cậu bé những cái cậu bé cô bé mà chúng ta vừa mới gặp ở trên đường hồi nãy cũng là những linh hồn luôn các bạn ơi chứ không phải là ây à thấy chưa hèn gì tôi thấy có cái hố mà thấy không tôi thấy có cái hố một đứa ở dưới hố nè một đứa ở trên ngọn lửa một đứa ngay cốp xe đứa ở trong tủ heo ôi oh mày god trời ơi. thật sự tôi không biết nói gì luôn các bạn tôi chơi cái game này chưa bao giờ tôi chơi cái game nào mà tôi phải ngồi tôi đọc cốt truyện của nó kỹ càng từ đầu đến cuối như thế này tại vì là hình ảnh của nó không có đẹp cho nên là tôi phải để ý đến cốt truyện các bạn hiểu không nên là tôi ngồi tôi đọc cốt truyện cực kỳ kỹ luôn và sau khi đọc xong thì trời ơi cái chuyện này nó buồn tê à tội nghiệp cho cậu bé trong video à, trời ơi, tôi cảm thấy uh không biết nói gì nữa bạn thấy được rồi ok thôi nói chung là game quá hay Thật sự là một cái tựa game của uh, người việt nam mà chúng ta là một cái tựa game thật sự là quá xúc động luôn mình chơi mình cảm thấy cực kỳ xúc động luôn các bạn thì các bạn thấy tựa game này như thế nào thì các bạn có thấy thích hay không đừng quên hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nha còn uh, bản thân mình thì mình chấm cho game này quá đỉnh nói chung là lâu lắm rồi mới có một cái tựa game mà nó khiến cho mình cảm giác kiểu ôi trời ơi ngẫm nghĩ rất là nhiều luôn các bạn cảm giác kiểu thương cho cái nhân vật ở trong cái tựa game luôn ấy ok thôi được rồi còn bây giờ thì uh mình nghĩ rằng là video này cũng rất là dài rồi mình sẽ kết thúc video tại đây đây và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau và nếu như bạn nào có thêm một cái tựa game nào mà muốn mình chơi thử thì đừng quên hãy comment xuống bên dưới luôn nha ok còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau tạm biệt bye bye ah, buồn quá